Không chỉ Việt Nam mà các quốc gia khác trên thế giới cũng đang cảnh báo về bệnh sốt xuất huyết. Từ nay đến cuối năm có thể xảy ra dịch lớn nếu không có các giải pháp ngăn chặn. Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhận định thông thường chu kỳ của một đợt dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh là từ 3 đến 4 năm. Tại Bình Thuận liên tiếp trong 3 tháng, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2022, Bình Thuận ghi nhận 680 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết. Số mắc nhiều nhất tập trung ở các huyện Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình. Các địa phương còn lại có số mắc rải rác. Qua giám sát, số ca mắc tăng ở cả trường hợp nhập viện và khám ngoại trú. Đáng chú ý là số ca nặng tăng. Theo các bác sĩ, thông thường một người có thể mắc sốt xuất, xuất huyết đến 4 lần do có 4 chủng virus dengue khi mắc một chủng virus dengue thì cơ thể sẽ tạo miễn dịch với chủng này nhưng vẫn có nguy cơ mắc các chủng khác ở lần sau. Lần mắc thứ hai thường sẽ nặng hơn lần một. do đó người dân không nên chủ quan. Hãy áp dụng các biện pháp sau đây để chủ động phòng bệnh sốt xuất, xuất huyết: một, đài kín các dụng cụ chứa nước để không cho mũi vào đẻ trứng; hai, diệt lăng quang hàng tuần, lật úp các xô, lọ, chai cũ không dùng đến; ba, ngủ mùng và mặc quần áo dài, phòng mũi chích, kể cả 3 ngày. 4. Dùng nhăn mũi, vật điện, đèn để xua và bắt mũi. Khi có các biểu hiện nghi ngờ bị mắc sốt xuất huyết như sốt cao đột ngột, kèm theo đau đầu, chán ăn, buồn nôn, đau hốc mắt, đau cơ, đau khớp và có biểu hiện chảy máu ở các mức độ khác nhau như da đỏ sung huyết, ban xuất huyết, đốm xuất huyết, chảy máu chân răng, chảy máu mũi cần đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế để được hướng dẫn và điều trị kịp thời